Ok và hai sao bạn đã trở lại với channel mình. Mình là Trung Gaming đây. Hôm nay chúng ta sẽ mở lớp huấn luyện đặc vụ nha. Để tìm ra học viên xuất sắc nhất. Tổ chức một cuộc thử thách cho tụi nó. Thế bây giờ mình sẽ spam ra lũ chiến binh của mình. Lách ập à, đây là đại diện cho lách ập 50 anh em. Và cơm 3-4 cơm gì đây. Đó, cuộc tuyển chọn xem ai sẽ là người mạnh nhất. Bảo vệ sân bay luôn. Hai bảo vệ, 4 thằng bảo vệ sân bay. Thì kiểu quát gạo quát dịch gì đó. Rồi mấy thằng cứu quả nữa. Cảnh sát giao thông à, quân đội nè, quân đội hơi đông nha. Đó Mine là nghe hề á. Lioth phi công cho ba đứa đi. Ranger nè, ăn cắp luôn. Chậu bếp, ủa kiểm lâm. Squad nè, squad đông nữa. Đó, khá đông rồi. Thấy không, lực lượng thấy không. Hay là lực lượng của chúng ta. Giờ hôm nay mình sẽ huấn luyện đặc biệt cho nó. Đây là một quả bom, một quả vunay lựu đạn. Mình sẽ ném vào tụi nó, coi tụi nó sẽ phản ứng như thế nào nha. Toàn là lính đặc nhiệm quá. Chạy đi anh em, chạy đi. Chạy đi. Ê, lựu đạn nhăn lại mình. Kìa, có một số anh em nhảy lựu đạn được. Tụi nó đang bị trốn. Lựu đạn kìa, thanh niên này có vẻ cứng quá. Cứng nè, lựu đạn nè, chạy đi. Chạy đi. Ủa, thanh niên cứng. Mới té đứng dậy chạy nó đến bạn. Cứ thanh niên nó bị ăn lựu đạn rồi, do đứng dậy không kịp. Tụi nè, chạy đi. Tụi nè anh bạn ơi, nhảy đi. Rồi luôn, bị chón rồi, xong. Mấy anh này nguyên một đám sắp chết luôn, ghê mà. Còn phi công, phi công đã nhảy. Ở da mình tự sát luôn. Oh shit. Mình chơi trò này mình sẽ tìm một cái bãi đất trống, sau đó mình gào lại. Mình gào xung quanh lại. Đúng không, gào xung quanh lại nhốt tụi nó ở trống. Vậy mới thú vị. Ok, để xem có chỗ nào bãi đất trống không ta. Ok, sân bay, đúng rồi, sân bay là đất phủ phê. Không ai dành như mình hết. Spam hẳn như sân bay. Đó, Rotomaker. Và bây giờ chúng ta sẽ xây cái sân bay. Xây cái chuồng. Rồi là cái chuồng để cho tụi nó không phải thoát khỏi được. Tụi nó sẽ chạy quảng lộn lên, đúng không? Để mình xây coi. Building nè. Một cái nhìn kiếm cái bức tường coi. Có cột không nhỉ? Cái cột xây tới mai luôn quá. Ờ nè. Không, cái này nó leo qua được. Cái này cũng leo qua được luôn. Cái nào phải cao á. Mình cứ vợt kiếm đồ trước đi. Cái này nó leo qua bay cái một à. Không được đâu. Này cũng leo được. Giống như mấy cái container á. Nè đúng rồi, đây rồi, đây rồi. Ok, mình sẽ chặn cái chuồng này lại. Đá mình chui trong rồi. Ép đi. Cứu tôi. Còn phải tay le vô khác thôi. Tay le xuống đây cho nó hóng.
Ôi lộn. Ủa đâu ta? Đây là cái nào? Ủa? Mình kiếm là cái nào trời? Đây nè, ôi đúng rồi, mấy cái này nè. Kiếm cái nào mà bức tường bự bự á. Nữa à, mắc kẹt nữa rồi. Nhỏ vãi. Ờ đúng rồi, mình vô cái nhà máy bay rồi mình gào cái cửa lại. Hợp lý, cái này hợp lý hơn. Location. Nhà máy bay đâu? Đây. Cho em chiếc xe nhẹ. Đây là cái nhà huấn luyện binh sĩ. Đó, rộng mênh mông luôn. Giờ chúng ta chỉ việc gạo cái cửa lại thôi. Thôi gạo cửa lại, tụi nó cũng chạy được rồi. Tụi nó chạy núp vô mấy trong kia, mình sắp mặt luôn. Đứng ngoài mẹ sân bay đi. Ê, tính ra mình lấy mấy cái xe đầu kéo mình chặn lại cũng được mà. Đó, mấy container nè, nó đâu có chui qua được đâu. Trời ơi, cái nào chặn không được. Sao ship cho nó nằm ngang đi trời. À, hình như nó hẳn mặt mình á. Như thế này nè. Đó, hai cái rồi quá. Ra đây. Lúc này không được. Cứ cái gì bự bự. Đúng mà nó đâu biết leo lên xe đâu hả ta. Mình ship mấy xe chở gác lại. Hợp lý hơn, cái này hợp lý hơn á. Đó. Bích xe chở gác lại. Mình ship lại. Đây sân chơi dành cho quân ngủ nha. Người thường không vô được đâu. Người thường nếu ai có nhu cầu bán lúa giống sớm thì đi vô chơi. Không biết tụi nó có dám leo qua không nữa. Công trình sắp được hoàn tất. Thi hành án là năm chiếc xe gác. Ủa, 100 công ty xe gác hân hạnh tài trợ chương trình này. Chương trình huấn luyện quân ngũ đặc biệt cho mình tự chế ra. Oh,
khóa huấn luyện này sẽ khét ngẹt mùi thịt nướng luôn nè. Thịt người nướng các bạn, kinh không? Rồi tốn thời gian một chút nhưng mà vui mà. Chuẩn bị vô cuộc thi game show Đường Đến Vinh Quang. Coi ai sẽ là thằng trâu bò nhất trong các lực lượng tinh nhuệ. Hồi nãy thằng phi công, thằng sống sót cuối cùng, lý do nó hên. Hiếu một chiếc rồi. Không, mình lùi chiếc này lại tí là được. Ở sân chơi chúng ta, lần sau nếu có thời gian mình sẽ làm rộng hơn. Lần này chúng ta đang chuẩn bị giai đoạn đầu tiên nên mình sẽ làm nhỏ nhỏ thôi. Nếu bạn thích thì mình sẽ làm rộng ra cho bạn xem. Hãy comment ý kiến các bạn về cái ý tưởng này. Huấn luyện rồi, thằng nào sẽ là thằng trâu bò nhất. Bây giờ lùi xe vô cái điểm ở xíu nè. Giờ tới chỗ tài lái xe gác nè. Lùi vô chuồng nè. Rồi nè, ngoài lái chắc khó lắm. Lùi lại xíu. Không cho kẻ hở nó bò qua được hết. Đó chuẩn. Ấy mắc chiếc rồi. Phải. Tao mắc hết chiếc rồi. Công tình mình cực khổ nãy giờ. Mình phải nhìn vô đó không nó bị mắc. Hay đó chiếc củ quả đi. Đầu tiên ơi, tiết mục xịt nước trước ha. Chúng ta sẽ có thêm tiết mục phụ rồi tiết mục xịt nước. Tiết mục này sẽ ở cuối giờ đi. Ở chuẩn đó. Bây giờ bắt đầu spam tụi nó ra nè. 8. Lực lượng bắt đầu. Tiên là bảo vệ ngân hàng. Cho thằng mớ đi. CEO nè. FBI, FIB chứ. Sói ca FIB. Đó. Nào quân đội cho mấy thằng. Có hiệp tướng lĩnh nữa. Rồi tới lắp đập nè. Ủa cứu hộ. Rồi lách ợp. Đầu bếp. Cớm nè. Bảo vệ sân bay. Bảo vệ sân bay ta có ở đây. Cứu quả nè. Cavalry là gì? Cái thằng hút gác nữa. Cớm. Cảnh sát giao thông. Quân đội. Đó, tụi nó đứng nhô lên luôn rồi đó. Đó, spam ra. Holy hell. Ok, chúng ta sẽ đến với tiết mục gì đầu tiên nè các bạn. Tiết mục chợ ôm ha. Rồi mình nhập bắt tử cái. Tôi có một trái bơm. Bùm. Chạy đi các bạn. Chạy đi các bạn. Ôi. Để mình chữa cháy. Để mình chữa cháy. Ôi tụi nó bị nướng kìa. Chữa cháy. Đó tới tiết mục phun nước. Phun nước.
Ok, phun nước đã xong. Bây giờ hả? Bây giờ thì tới tiếp tục là bơm nha các bạn. Ta có một trái bơm đây, chạy đi mọi người. Ghê. Ôi, tụi nó đều bị kinh hãi chứ. Sức tàn phá của quả bơm. Chỉ có một anh bảo vệ ngân hàng có thể nhảy ra sống sót. Ồ, xác chết thì trời ơi, ghê thật. Thấy kinh không? Phá huấn luyện này ghê thiệt. Xác người kìa, ghê quá. Bây giờ sẽ là thằng bảo vệ ngân hàng nữa, nó sẽ là con mồi. Chạy đi, chạy đi. Rồi anh ta đã hót do bảo vệ bị dướng lại trong xác đồng đội nên ta đã hót. Và bây giờ tới hai hàng quân đội nè, ném cho nó chạy được nha. Chạy đi, thấy nó nhảy không? Mày thấy nó nhảy không? Ừ. Rồi ta đã bị hót hỏi nhưng anh ta bị chón một tí. Tiếp tục nữa nè. Rồi kích hoạt vụ nổ chiếc xe chở gác. Xe chở gác đang cháy, tránh sai ha. Rồi xe chở gác, rồi liên hoàn nổ rồi. Holy shit. Rồi luôn. Các vụ nổ liên tiếp xảy ra. Chà người sống sót. Cuối cùng chính là anh bảo vệ ngân hàng. Yeah, và vô địch. Đây chính là người vô địch. Xây hai cái đi anh bạn. Ta sẽ đốt pháo bông ăn mừng. Nhà vô địch. Nhà championship. Bắn pháo bông ăn mừng đây. Quẩy đây. Đâu rồi, pháo bông đâu rồi? Đây. Pháo bông đây. Ờ, pháo bông kìa, ăn mừng Tết luôn. Anh có cảm nhận gì khi anh may mắn sống sót sau 100 người đã bị khử? Sau phá huấn luyện này khắc nghiệt này, trong đó có những lính nè, thấy không? Tôi có thể rất là nhiều người chết, FBI chết nè, cơm chết cũng có, quân đội chết cũng có. À, hầu hết là mấy người thường thôi, thấy không? Quân đội nó chạy ra đây được nè. Ra rất kinh nhẹ khi né được quả bom đầu tiên. Chạy đâu tới ngoài đây nhưng mà khúc sau lại không thể sống sót nổi. Chỉ có anh bảo vệ ngân hàng này có thể sống sót nổi. Anh sẽ chờ ý kiến đi. Thấy chưa, nó nói đồ có nghĩa là anh hên thôi. Đỏ đen đen quen rồi, đỏ lần đầu. Ok, mình sẽ thử anh ta bằng một quả bơm nữa thôi. Anh ta có thể chạy hót luôn. Anh ta bị dướng lại. Anh ta bị mấy người đồng đội nắm chân kéo lại và bị té. Nên anh ta đã bị dính qua bơm. Khi nhà là tử vong. Mấy người đồng đội này nguy hiểm lắm. Không, còn sống á, nó dãy dụa. Ok, và video hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Nếu bạn thích cái thể loại này thì nhớ comment bên dưới để cho mình biết nha. Không, lần này người chiến thắng chúng ta đã là một anh bảo vệ ngân hàng. Sao mình sẽ làm rộng ra cũng như người hưa ra để cho nó dính chùm nó chạy không được, cũng như tạo bán chướng ngại vật cho tụi nó né. Các bạn thấy thích thì nhớ để lại ý kiến cũng như like cái video này. Nếu video này được nhiều like thì mình sẽ làm tiếp thôi, cũng như đừng quên đăng ký cái kênh của mình. Chào tạm biệt các bạn.